Chào các bạn, hôm nay tôi xin chia sẻ cái kinh nghiệm sử dụng cái máy khâu của tàu giá rẻ dùng để may vá trong gia đình. Cái máy này thì người ta gọi là cái máy khâu mini, nhưng mà cũng là thuộc cái loại mini, loại nhỡ nhỡ, loại to đấy. Chứ còn tí nữa tôi sẽ giới thiệu cho các bạn xem là còn cái loại nó còn mini nhưng mà nhỏ hơn, giá nó rẻ hơn. Thì ngày xưa tôi mua cái này lâu rồi. Ngày xưa thì mua cái này đâu có hơn 300 nghìn, hơn 300k. Còn cái loại nó ít tính năng hơn, ví dụ như nó đơn giản hơn. Đây tôi cũng ví dụ luôn để mọi người cùng xem. Đây là cái loại như thế này, đây là cái hộp của nó, cũng CMD hay còn gọi cách khác là CMD, đều của tàu cả. Đó. Trông cái hộp này thôi nhưng mà mở ra ấy, cái loại này thì nó bé tí xíu. Đây, gì đây, SCM202A, đấy, cũng ký hiệu ký thiết cả thôi. Còn cái loại mà nó có nhiều chức năng hơn như thế này, tức là nó có 12 cái chức năng về cái đường kim mũi chỉ, thì nó còn trông có vẻ còn to hơn một tí. Nhưng mà cái này có dùng được không? Theo tôi thì cũng dùng được, giá rẻ. Ngày xưa thì mua hơn 300 nghìn, nhưng bây giờ chả hiểu tại sao mà bây giờ tra trên mạng thì đều là 900 mấy, thậm chí có nơi báo giá tới hơn 1 triệu. Nếu mà hơn 1 triệu thì hơi đắt. 900 mấy tôi cũng thấy đắt rồi. Tầm độ khoảng 300-400 gì thì nghe cũng còn có lý, còn tạm được. Nhưng thực ra thì cái này qua quá trình thử nghiệm thì tôi cũng thấy rằng là nó cũng dùng được. Nhưng mà thôi, không dài dòng nữa. Bây giờ thì cũng chỉ là cái vấn đề chia sẻ cái kinh nghiệm để làm sao để sử dụng được cái máy này, và cái máy này có chạy được không. Thì hơn bằng thực tế tôi sẽ nói qua, vì đây là chia sẻ kinh nghiệm cho nên là gì, là cũng có thể là nói với cho cả đối tượng các bạn là chưa dùng máy may bao giờ. Đấy, thì có lẽ là cũng nên chi tiết hơn một chút. Đấy, còn những bạn nào mà may giỏi rồi thì nghe thì có thể hơi thừa, nhưng mà thôi cái này thì cũng khó nói lắm. Về trước mắt là gì, là tôi cũng cứ mạnh dạn giới thiệu và chia sẻ cái kinh nghiệm như cái quan điểm từ ban đầu. Tôi tạm thời cất cái thằng SCM202A dăm qua một bên. Đó. Và có thể có thời gian thì sẽ nói đến nó sau. Bây giờ tập trung vào cái con CMD loại 12 chức năng. Đó. Có lẽ là người ta cũng được mua bán hàng, người ta cũng giới thiệu, người ta quảng cáo như vậy. Thế thì trước mắt, trước hết là nói qua về cái máy ấy, thì sách nó cũng cầm tay sách ấy, nó cũng nhẹ thôi, nó cũng tầm độ khoảng trên dưới 1 cân, hay là mình khỏe thế cũng có thể là 2 cân lên, và rất là nhỏ gọn. Đây, để trên cái bàn, có thể tôi lấy cái thước để đo. Đây trên này nó cũng có thước đây này, nó là ở đây nó lại hệ inch, là 9 inch nhân với 2,5. Đấy, thế thì cái chiều dài của nó là 9 inch nhân với 2,5 thì có nghĩa là cũng khoảng là hơn 30 phân. Đấy, trên dưới 30 phân gì đó, trên dưới 30 cm. Đó. Thế thì máy này á, nó có gồm những cái, đây là cái máy chính này. Đó. Thế thì để nó hoạt động được ấy, thì nó có một cái bộ nguồn, tức là có một cái dây cắm đây, dây cắm nguồn. Đó. Nó là cái cục adapter, hay là nói dễ hiểu cho thông dụng mọi người, tức là một cái cục đổi từ điện 220. Đấy, để cắm vào đằng sau cái phía sau của máy đây, nó có một cái lỗ
nó ghi đây là DC bao nhiêu? DC 6V 1200mA. À, thế có nghĩa là gì, là ngoài ra thì ở dưới đáy của nó còn có thể là chạy được cái bằng cái pin. Pin này có lẽ là cũng dạng pin tiểu. À, à, tức là có mấy quả pin này, 1 2 3 4, à thế là 9V. À, thế mà cái thằng cục DC tức là bộ chuyển điện ấy, thì là có 6V thôi. Đó. Thế còn cái thằng này 1 2 3 4. À thế thì 4 là 6V là đúng rồi. Vâng. Tức là có dùng 4 cái pin tiểu. À, tức là cái pin nhỏ thông dụng ấy. Đấy, nhưng mà không phải cái loại tức là loại AA đấy, chứ không phải loại 3 con A đâu. Ba con A thì là cái pin nhỏ để lắp cái điều khiển từ xa, thì không phải, đây là cái dùng pin thông thường. Đó. Thì tôi nghĩ rằng là gì, là lắp 4 cái pin thông thường ta gọi là pin tiểu ấy, vào thì là ok. Đấy, thì không cần cắm điện, là không cần cắm cái cục adapter thì vẫn chạy được. Thế bên cạnh đó thì nó có một cái rắc nữa, trông như là nó như là cái rắc cắm tai nghe. Đây, nó là như thế này. Đây, cái cục này. Cục này. Thì có người gọi nó là cái bàn đạp, có người gọi là cái nút nhấn, thì nên cái rắc thì đây này, trông cái đầu rắc của nó trông như cái rắc cắm tai nghe. Đó, thế thì tôi sẽ thử luôn xem để mọi người cũng biết là cái cách để mà cắm vào để cho nó hoạt động như thế nào. Đó, bây giờ tôi lại dựng nó lên. Đây, đầu tiên là cắm cái đây, tôi không dùng pin, tôi sẽ cắm cái dây adapter này, cái dây ở đây cắm vào cái lỗ này. Ok. Đó. Thế thì để cái máy này nó hoạt động được ấy. Đó, thì đây tôi bỏ cái chỉ này ra. À. Thì nó có một cái công tắc ở phía trước. Đó, gọi là nút on off ấy. À, thế nhưng mà đây nó có cái nút off ở giữa, tức là tắt. Và nút bên trái thì có chữ L, và bên phải là chữ H, chắc là theo tiếng Anh tức là low high, tức là chậm và nhanh, tức là nó sẽ có hai tốc độ. Đây tôi bật thử. Đó, thì máy chạy. Đây, bật về giữa là off và tắt, bật sang phẳng nghe tiếng kêu to hơn, và nghe nhìn thấy cái tốc độ nó pin nó nhanh hơn, có nghĩa là nó vào gọi là hai, tức là nhanh. Thế về cái phía mà ta đang nhìn đây, thế thì thấy trông có một cái bảng có vẻ rối rắm, số 1 cho đánh số 1 cho đến 12, nhưng thực ra thì nó cũng không có vấn đề gì, nó cũng bình thường thôi. Đây, xoay đèn đây cho nó rõ. Thì nhìn vào đây thì chắc mọi người cũng đoán ra được là nó ký hiệu như là các cái đường may. Đấy, theo cái sở thích hay nhu cầu của từng cái công việc hay của mỗi người. Đấy, ví dụ như một, số 1, số 2, số 3, thì số 1 thì thấy cái đường chỉ may á, nó có thể nó mau hơn. Đấy, hay là người ta gọi là cái mũi chỉ khâu với mũi chỉ may á. Số 2 thì thưa hơn một chút, số 3 là thưa nữa. Đó. Nhưng mà số 4 thì tôi thấy nó lại cũng vừa phải, thì mình cũng chưa hiểu nó là cái gì, thì tí nữa ta sẽ thử sau. Đó. Đó. Nhưng mà nó lại ở cái mức nó không phải là thưa hẳn như số 3, và nó cũng không phải là
Dạng như số 2 thì ta sẽ bằng thực tế thì sẽ kiểm nghiệm. Thế và số 5 và số 6 thì đây như cái hình vẽ ở trên thân máy đây. Đấy. Thì cái đường zig zag và một đằng là dạng như hình thang và một đằng là như là cái hình răng cưa. Đấy. Thế và hình số 7 thì nó thấy cái đường zig zag răng cưa thì nó mau hơn. Sang cái đường số 8 thì nó lại là như là cái hình chữ nhật có dấu chấm chấm ấy. Thì có lẽ là nó sẽ dùng để may cho các cái đường zig zag nhưng mà có thể là theo cái hình chữ nhật. Thế sang đến số 9 và số 10 thì đấy, thì nó cũng là những cái đường zig zag. Đấy. Nhưng mà độ mau thưa khác nhau và số 11, số 12 nó cũng khác hẳn. Thì vậy tôi cho là cũng là tương tự như thế. Và tí nữa ta sẽ thực nghiệm. Thế và bên dưới của cái bảng điều khiển này á, bảng ký hiệu về các cái chức năng của nó ấy, là 12 chức năng đấy. Thì còn có một cái núm để đẩy gạt lên gạt xuống đây. À, gạt lên à, gạt kéo xuống này thì xong nó có ký hiệu bên cạnh là cái như cái lưỡi câu và nét chấm chấm ấy. Thì cái nút này ấy, là cái nút là khi ta máy đến cuối một cái đường nào đó mà ta muốn lại mũi, tức là có nghĩa là nó sẽ chạy ngược lại để cho ý nghĩa của nó có lẽ là để cho là như là dặm lại cái đường kim mũi chỉ để cho chắc hơn. Đấy, thì người ta sẽ có thể kéo cái này xuống cái nó sẽ chạy ngược lại và vẫn có cái đường may tương tự nhưng mà chỉ theo chiều ngược lại, xong thả tay ra thì nó lại trở về bình thường. Thế còn cái núm tròn đây, núm tròn đây, núm tròn to bên cạnh các cái chỉ dẫn về từ số 1 đến số 12 cạnh cái bảng chỉ dẫn này ấy, thì cũng có được đánh số là từ 1 cho đến 12. Thì cái này nó sẽ là tương ứng với lại các cái chức năng này. Thì có nghĩa rằng là cái núm tròn này ta sẽ xoay. Đấy. Tôi thấy là xoay theo ngược kim đồng hồ cũng được. Mà thuận kim chiều đồng hồ cũng được. Đấy. Thì thông thường thì tôi cũng thấy rằng là tôi cứ xoay theo cái chiều ngược kim đồng hồ thì tôi thấy nó thuận hơn. Đấy. Nó trơn tru hơn. Đấy. Ví dụ như là đây, tôi đang để số 6 này, số 5 này, thì nó có cái một cái mũi tên màu đen hình tam giác, nó chỉ sang tương ứng. Đây, số 5 này, số 4, có nghĩa rằng là để số 4 đây có nghĩa là ở cái chức năng của cái ký hiệu bên cạnh nó là số 4. Thế còn nếu như mà trả về số 3, hoặc số 2, hoặc số 1, có nghĩa rằng là cái đường may của ta sẽ tương tự như thế này. Thế còn theo kinh nghiệm ấy thì có lẽ là đến lúc mà sau khi mà này á, khi mà mọi người thực tế mà dùng cái loại này thì sẽ kiểm nghiệm nó cụ thể hơn. Và tiếp theo đấy thì có một cái nút cũng màu tím đây nữa, nó cũng có số 1, số 2 rồi mình có thể quay lên số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, xem là đến số 8, số 9. Ta càng quay thì ta càng thấy chặt hơn. Thì thực ra thì cái này á, nó như là một cái tạm hiểu, nó là một cái nút để nó hãm cái chỉ. Đấy, cái chỉ trên này. Đấy, mà lát nữa thì tôi sẽ nói về từ cuộn chỉ cho đến mắc cái chỉ như thế nào. Rồi theo cái đường làm sao. Thế rồi nó sẽ đi qua cái này gọi để có thể là cái gọi là cái kẹp chỉ để cho cái mức độ căng hay độ trùng của cái chỉ trên. Đấy, ở đây ta gọi cái đường chỉ trên. Vì ở bên dưới đây lát nữa ta chi tiết là ta sẽ có cái suốt chỉ bên dưới, tức là máy may thì nó dùng là cái đường chỉ trên và đường chỉ dưới. Thế thì cái này ấy, nó có tác dụng là cái độ căng hay độ trùng hay độ chặt, gọi khách khác là độ chặt hay độ lỏng của chỉ trên.
Rất là nhiều trường hợp ấy, nói luôn, tức là nhiều trường hợp, tức là nếu ta để cái này nó không phù hợp thì cái mũi kim giữa chỉ trên và chỉ dưới ấy, đấy, nó cái trên thì trùng hoặc căng quá và nó không tương ứng với cái độ căng và độ trùng của cái suốt chỉ dưới, hay là tùy từng loại vải ta may ấy, thì nó sẽ gây ra bỏ mũi, tức là cái mũi ta mong muốn ấy, ví dụ như là số ở số 1 là cái đường zig zag, cái đường thẳng đây mà nó đều nhau như thế này, nhưng mà có thể nó chỉ được vài mũi xong nó lại bỏ hẳn cách quãng, và như vậy là nó mới để chạy sang cái mũi tiếp theo, thì như vậy là cái đường may nó không được như ý muốn, nó hay nói đúng hơn là nó không đạt yêu cầu. Đấy, không thể là may một cái đường chỉ mà một cái đoạn thì có kết nối giữa chỉ trên và chỉ dưới với nhau, và một cái đoạn sau thì lại nó lại bỏ mũi và nó không móc nối với nhau, thì đương nhiên là cái đoạn đấy sẽ bị vải nó sẽ không kết dính giữa hai hay nhiều lớp với nhau được. Vâng. Thế còn tiếp đến ấy, thì cái này thì nó là gọi là cái gì? Thôi tạm dừng đã. Vâng, quay lại cái phần mà khởi động được máy á, thì tôi phải nói lại cái bàn đạp, hay người ta gọi là pedal, hay có người gọi là công tắc chân, tuy ai gọi nào gọi, miễn là hiểu là được. Đây, thì ở đằng như nãy tôi đã nói là phía sau ấy nó có một cái lỗ để cắm cái jack, thì ta cắm cái jack như cái jack tai nghe ấy, cắm vào là ok. Sau đó bây giờ nếu như mà đây thay cho dùng chân thì tôi dùng tay tôi bấm là có nghĩa là bấm chưa tác dụng gì, thì có nghĩa rằng cái jack này tôi cắm là nó sẽ chưa vào. Đấy, bây giờ tôi cắm lại ok, cách này là được rồi. Đấy, tôi bấm đó, và tôi có cảm giác này là khi mà dùng cái pedal này ấy, hay là đạp bằng chân này đấy, thì thông thường cái này sẽ để dưới đất để đạp chân thì nó sẽ chạy ở cái tốc độ cao. Thế còn ai muốn mà mới dùng ấy, thì dùng tốc độ thấp, tức là để cho cái vải nó chạy từ từ thôi ấy, thì cái đường kim mũi chỉ nó cũng chạy từ từ thôi, thì ta chuyển bằng cái nấc ở phía trên thân máy mà bật sang phía chữ L. Đấy, tốc độ thấp hơn. Đấy, nên bóp bằng cái này nhanh hơn, tương đương với lại cái nấc H này á, hai này nó còn nhanh hơn nữa. Vâng. Thế như vậy là đạp bằng cái pedal, cái đạp bằng chân này á, thì nó chắc nó chỉ tương đương với cái nấc lâu, tức là tốc độ thấp này. Vâng, tốc độ thấp thôi. Tương đương nút L. Vâng. Thế cho nên là nếu mà có nghĩa là nếu mà muốn máy nhanh, may nhanh thì ta sẽ dùng nút trên thân máy sang chữ H, thì tốc độ máy ta sẽ máy nhanh hơn. Có nghĩa là lúc đấy là bạn đã chuyên nghiệp hơn. Ok. Thế bây giờ tôi sẽ nói về cái cách để luồn chỉ. Đấy. Làm thế nào để luồn chỉ được vào máy may. Vâng. Thế thì phía trên của máy ấy, thì nguyên bản ấy, nó không có cái cục cuộn chỉ to như thế này đâu. Đấy. Mà cái này là tôi cấy lai, bởi vì nếu mà may nhiều ấy, mà dùng các cái suốt chỉ nhỏ ấy, thì nó sẽ được rất là ít, nó cuốn được rất ít. Thì như vậy là còn đây nguyên bản của nó là cái phần suốt chỉ đây.
cái phần xuất chỉ này nó có cái nút để cắm đây, để tôi kéo nhẹ nó lên là nó sẽ rời cái phần nút hãm này ra. Đây thì nó có một cái suất như thế này, suất chỉ như thế này. Nhưng mà thực ra thì họ cho đi theo máy này, nó để cuộn cái chỉ này mới, thì nó được rất là ít, thì gần như là tôi không dùng. Nhưng mà hiện tại thì tôi cứ để vào đây để nó làm cái giá đỡ, để cho cái đường dẫn chỉ cho nó phù hợp với lại máy. Cho nên là tôi cũng vẫn gắn nó vào đây. Đấy, thế và tôi kéo luôn cái sợi chỉ đã mắc sẵn ra. Đấy, để mọi người có thể nhìn thấy cụ thể. Đây. Thế thì nếu mà dùng chỉ ngoài như thế này thì tôi vẫn quấn vào đây một vòng. Đấy. Sau đó là đi qua cái khe đây. Đấy, khe mắc chỉ đây. Dùng một tay là nó cũng hơi khó đây, nhưng không sao, sẽ luôn được thôi. Đấy, vì nó chỉ mắc qua nó vào đây thôi mà. Đấy, nó có cái đấy, nó có cái rãnh khớp ở đây thì chắc là nhìn qua ai cũng biết. Và đấy, ngoắc theo cái chiều này thì thực ra ở trên này nó cũng trên thân máy ấy, đây nó cũng có vẽ những các cái hình để nhìn tinh ý ra thì đều cũng nhìn thấy cái cách để mà đi cái đường chỉ đây. Và nó có cái mũi tên đây, tức là vị trí số 1. Đấy, thế có nghĩa là gì, là muốn làm thế nào thì làm, nhưng mà có cái đường chỉ vào cái vị trí số 1 này, sau đó ta mới đặt theo mũi tên vào cái khe đây. À, cái rãnh mà nó sẽ đi qua như lệnh nãy đã nói, thì nó có cái kẹp chỉ đây để tăng giảm cái độ căng của cái chỉ trên. Sau đó đây ở dưới cùng nó lại cũng có mũi tên vòng lên, ta lại đưa ngược lên. À, đưa ngược lên. À, đi ngược lên ấy, thì đây nó lại có tiếp cái hình vẽ, tức là ta sẽ xuyên qua cái cần gạt này. Đây, ta nếu mà nó thụt thò ấy, thì ta cho nó thò lại ra đây như cái mổ cỏ đây. Đấy, thì ta dùng cái dùng tay bên để ta quay cái núm to ở bên cạnh thân máy đây. Đấy, thì đây ta xoay đây thì nó sẽ thay đổi cái vị trí của cái cò mổ này, hay cái mổ cò này. Đó. Thế và như vậy theo hướng dẫn thì ta lại sẽ phải luồn qua, à, luồn qua cái cần này, à, sau luồn qua, ok, à, luồn qua đây và tiếp tục là cái đường chỉ này nó lại đi xuống dưới theo cái mũi tên. Và đi xuống dưới theo mũi tên. Và đây là nó gọi là vị trí số 4. Thế thì ở đây nó không có vẽ hình nữa nhưng không cần thiết. Đấy, thì có lẽ là ai đoán ra được là sẽ xuyên xỏ tiếp cái chỉ vào có một cái khuyên, cái lỗ khuyên tròn. Đấy, ở ngay cái cạnh cái kim. Đấy. Đấy. Đó, ok, vào rồi. Và bây giờ ấy, làm thế nào để xuyên được cái chỉ nó vào cái kim là hoàn thành cái bước là chỉ trên. Đấy. Thế thì nếu mà ai tinh mắt thì cũng có thể xuyên thẳng được cái chỉ này qua cái lỗ kim. Nhưng mà nói chung ấy, thì nó hỗ trợ cho mình một cái dụng cụ để sâu chỉ. À, thế thì nó có bố trí một cái ngăn kéo ở bên cạnh sườn máy. À,
Đấy, kéo ra và bên trong nó có một cái để cho dùng để sâu chỉ cho nhanh. Đấy, thế thì cấu tạo của cái này thực ra nó chỉ là một cái miệng kẽm và nó có một cái dây dây kim loại nó gấp khúc nhưng mà nó rất là nhỏ. Đấy, để ta có thể xuyên được cái đoạn dây kim loại này qua cái lỗ kim. Đó. Thế cái đặc điểm của cái thằng lỗ kim của cái máy này ấy, thì nó như thế này, tức là nó lại chỉ nó cái kim này ấy, thì cái lỗ của nó lại hướng từ phía trước ra phía sau, thế cho nên là ta sẽ phải luồn cái dây kim loại này từ phía sau ra phía trước. Đấy, bây giờ làm sao để xuyên được nó qua thì cái này cũng lại cần phải có mắt tinh. Còn tôi thì mắt kém chả nhìn thấy gì, nhưng mà mình có thói quen mình sờ vào đây xong mình xuyên cái đấy, đây nó qua, nó đã dắt vào qua cái lỗ kim bây giờ. Đấy, thế và bây giờ ta sẽ xuyên qua cái khoảng trống của cái dây kim loại đây. Đấy, đấy, xuyên qua đấy, thấy mắc vào cái, thế và kéo cái dây kim loại qua, thế là ok. Đấy, thế là tôi đã luồn được cái chỉ vào mũi kim. Đấy, sau đó là luồn tiếp vào bên dưới cái chân vịt, cái này gọi là cái chân vịt là cái gật gù đây, ở bên dưới cùng gần các cái bánh có cái răng cưa đây. Đấy, thì người ta gọi nó là cái chân vịt. Đấy, để nó khi mà hạ xuống nó có cái cần gạt bên cạnh đây đè xuống. Đấy, để người ta gọi là hạ chân vịt, để nó đè cái vải xuống khi ta may. Thế còn khi chưa may thì người ta thường nâng chân vịt lên. Đó, thế là tôi đã xong cái phần chỉ trên. Phần chỉ dưới thì sao? Phần chỉ dưới thì cũng đơn giản hơn nhiều. Đó, nó bao gồm, nó người ta hay gọi là cái suốt chỉ. Và thì nó có một cái miếng nhựa ốp ở trên mặt bàn máy, cái chỗ mà tí nữa ta sẽ đặt vải lên ấy. Thì ta chỉ cần kéo từ phía trong ra phía ngoài. Đấy, rất nhẹ nhàng. Khi ta đóng vào thì ta lại cài nó vào đây và nó có lẫy, có khớp, ta ấn vào là nó kêu cách là xong. Thế còn khi tháo ra đây. Đấy, thế thì nó sẽ lộ ra cái suốt chỉ và ta dùng tay ta có thể móc nó ra, nhặt nó ra bình thường. Đó. Thế cái suốt chỉ này á, thì nó đi kèm máy á, thì nó có vài cái tùy theo từng cái loại máy. Đấy, nó cũng không cố định. Đó, thế thì cái này tí nữa nói về chuyện đánh suốt chỉ sau, nhưng mà hiện nay là gì, là cái suốt chỉ này đang có chỉ sẵn. Đó, thế thì ta chỉ việc cầm, đó, ta nhẹ nhàng ta thả nó vào ở bên bộ phận bên dưới, nó gọi là cái trao. Đó, đựng suốt chỉ thì ta chỉ thả nó vào thì nó sẽ lọt, bao giờ nó lọt vừa khít vào cái trao ở bên dưới. Đấy, đấy, cho nó ngay ngắn. Đấy, là ok. Đấy, ta có thể cảm thấy kéo cái dây chỉ dưới này cảm thấy trơn tru. Thế thì làm thế nào để cái chỉ dưới này á, nó lại lên được như lúc nãy, tức là lúc mà tôi đã may được bình thường ấy, thì cũng rất đơn giản thôi. Đó, thì ta sẽ dùng cái tay bên phải ấy. Đấy, ta mới lại cầm cái núm bên phải của máy ấy, núm to màu tím này. Đấy, thì ta xoay đấy thì cái mũi kim nó sẽ chạy lên xuống. Đấy, thế thì ta giữ lấy một cái đầu chỉ trên. Đấy, đấy, và ta quay để nó lên xuống. Đấy, tự khắc nó sẽ móc vào cái chỉ dưới. Đấy, khi nó móc được, ta nhìn thấy nó móc ở một cái mức nhất định nào đó thì ta cầm, ta hơi kéo nhẹ nó lên. Đấy, cái chỉ trên. Đấy, và ta cũng có thể là lắc đi lắc lại cái núm quay ở bên dưới. Đấy, thì để cho cái chỉ nó đã lên đây và ta sẽ cầm, ta lôi nó ra. Đấy, à, cứ mạnh dạn. Đấy, nếu mà ban đầu chưa quen thì có thể nó cũng có thể hơi lúng túng, nhưng mà
khi quen rồi thì nó cũng rất bình thường thôi, và cũng cứ mọi người cứ mạnh dạn làm, không có nó dối chỉ hay mắc chỉ thì ta sẽ gỡ nó ra, không có vấn đề gì cả, cứ yên tâm. Đó. Thế như vậy là chỉ trên và chỉ dưới đã được gọi là đưa vào cái vị trí tạm gọi là vị trí tiêu chuẩn. Đó. Thế và sau đó thì ta sẽ đậy cái nắp này ở mặt máy lại như cũ. Đấy là bình thường. Và như vậy là cái động tác mắc chỉ cũng là xong. Và bây giờ ta có thể là máy thử. Thế trước khi máy thử ấy, thì cũng nên là gì là kiểm tra lại một loạt cái trình tự của nó. Là gì là cái chỉ trên đã mắc đúng chưa? Có bị kẹt ở đâu không? Thí dụ như là đây, ở cuộn chỉ trên đây mà tôi ngoắc tạm ở đây, ở trên đây. Nếu nó không hợp lý thì cũng e rằng là nó cũng sẽ bị cứng và nó sẽ không chạy được. Thì tôi cứ nhấc hẳn nó lên. Đây, tất cả cái suốt nó lên. Đây. Đấy thì hiện nay là nó đang kẹt, nó đang quấn mấy vòng nên không hợp lý, tôi lại nhả nó ra. Đấy. Cửa hẳn nó ra cũng được. Đấy. Đấy, thì như vậy là nó là chỉ ngoài. Thì kể cả là gì là nếu như mà nó không có ngoắc qua đây thì tôi nghĩ rằng là gì làm nó miễn là nó qua cái vị trí số 1 đây này. Đấy. Thì nó chắc nó cũng sẽ hoạt động bình thường. Thế nhưng ở đây thì tôi cũng muốn để cho nó đẹp thì thôi thì mình cứ ngoắc nó vào đây. Đó, qua một vòng ở đây. Để coi như là gì là mình đang dùng cái suốt nhỏ. Đó. Nhưng mà cái này thì cũng phải lưu ý là nếu mình không để không hợp lý thì không cẩn thận là cái nó sẽ rơi xuống như tình trạng lúc nãy, thì nó sẽ rối, nó ngoắc mắc luôn ở cái suốt này. Thì nó sẽ gây đứt chỉ mà ta lại phải mất công để luồn lại chỉ, nó mất thời gian. Đó. Thế thôi tạm thời như thế này, chỉ trên tôi cho là tạo ổn. Đấy. Và chỉ dưới thì cũng đã được áp xong. Đấy, bây giờ ta lại vuốt lại cái chỉ cho nó trông cho nó ngay ngắn. Và bây giờ ta sẽ tiến hành là lấy một cái miếng vải để may thử. Thì đầu tiên là tôi dùng thử một cái miếng vải là đây là cũng tương đối dày, đã được gấp đôi. Đó. Thì tôi sẽ may thử, đây là những cái đường may thử cũ và bây giờ tôi sẽ may thử một cái đường mới. Đây. Thì các bạn sẽ lùa cái miếng vải vào cái vị trí ta đầu tiên mà ta định may. Đó. Thế thì có thể cái động tác này là cái động tác theo kinh nghiệm thôi. Thì theo tôi thì nên dùng quay tay, ta sẽ cắm cái kim và chốt vào một cái vị trí mà ta muốn là nó là cái mũi kim đầu tiên, mũi chỉ đầu tiên. Đấy. Thì ta cho cái chân vịt nó xuyên qua vải trước. Đó. Sau đó ta có cái tay để mà nâng lên nâng xuống cái chân vịt ở ngay bên cạnh đây, ta luồn tay vào. Đó. Thì đây, tôi sẽ quay luôn cái vị trí của nó để mọi người cùng xem cho nó dễ. Đây, nó ở bên cạnh đây, các bạn nhìn thấy chưa? Đây, 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 đó, ở phía đằng sau. Nhưng mà thực ra nó nằm bên ngách của cái máy này. Nó luồn tay vào, ta sẽ trở thấy khi mà quen rồi thì sẽ nhìn thấy nó rất dễ dàng. Vâng, tiếp theo. Đấy. Thế thì khi mà ta đã hạ cái chân vịt này xuống, đấy, nó đã được đè lên cái miếng vải ta định may. Đấy, thì bây giờ ấy, thì có tôi xin nhắc lại, tức là nó sẽ có hai cách. Một là ta sẽ bấm cái nút ở trên thân máy chuyển về vị trí L, thì tức là ta máy chậm đây và nó sẽ tự nó đi. Ok, rất dễ. Xong ta bật sang off nó dừng lại. Thế và nếu mà tôi chuyển sang vị trí H nó chắc chắn nó sẽ chạy nhanh hơn. Ok, sang vị trí off rồi, nó dừng lại.
Đó. Thế và vì nó gần đến cuối cái miếng vải may thử cho nên là tôi lại quay cái núm to ở bên thân máy để cho cái kim nó cắm xuống, nó có định vị cái ở vị trí ở miếng vải đó. Sau tôi sẽ gạt cái cần để nhấc cái chân vịt lên và tôi xoay đó. Thí dụ như tôi xoay 90 độ đó, để tôi may một cái đường ngang đó. Tôi lại bật cái nút L, tôi lại dừng lại đó. Vậy nó đang ở cái vị trí cắm xuống vải rồi cho nên tôi chỉ việc nhấc chân vịt lên và tôi lại xoay tiếp 90 độ để làm may một cái đường quay lại và tôi hạ chân vịt xuống. Và bây giờ tôi sẽ bấm cái nút H đó, gạt sang bên H để cho nó may cho nó nhanh. Và đấy cũng là chạy rất khỏe, thật ra là tôi không cần phải giữ cái gì cả đó. Off dừng lại đấy. Và tương tự như thế tôi cũng có thể bóp hay là cái bàn đạp hay là gọi pedal như lúc nãy đã giới thiệu, nó cũng sẽ chạy đấy, nhả ra là dừng, bấm nó chạy nhả dừng, ok đó. Đó xong rồi, như vậy là để ta đã hoàn thành cái bước đầu tiên, tức là đã may thử được một cái miếng vải. Cái này là cái vải mà tôi cắt từ cái quần cũ ra. Đây, nó cũng tương đối dày. Đấy. Gọi là cái vải gì tôi cũng chả biết, không quan tâm. Đấy, nhưng nó tương đối dày. Đấy. Và đây là đã gấp hai lớp. Đấy. Và hiện nay ấy, là tôi đang để ở cái nấc này ấy, là cái nấc gọi là của cái độ chặt chỉ. Đấy, xin nhắc lại là làm cho cái chỉ trên này ấy, đấy, là nó cái độ chặt chỉ thì tôi đang để cái nấc 1,5 đấy, tức là giữa số 1 và số 2. Thực ra tôi có thể để số 2 nó cũng tương đối thôi, cái này cũng không, khi mà nó bình thường thì ta cũng tương đối cái chuyện này, cũng không nặng nề gì lắm. Chỉ khi nào ấy nó bỏ mũi thì ta phải rất chú ý cái nút này, bởi vì nếu mà chặt quá, chỉ trên mà chặt quá thì nó sẽ gây ra rối chỉ, nó sùi chỉ vân vân ở bên dưới đấy. Thế còn khi nó lỏng quá thì nó sẽ gây ra hiện tượng bỏ mũi đấy, tức là cái chỉ dưới sẽ chặt hơn chỉ trên. Thì cái này sẽ là chi tiết thì sẽ nói ở phần sau. Còn nói về cái chức năng ấy, thì hiện nay là tôi đang để chức năng số 1, có nghĩa rằng là cái mũi chỉ may ấy, đây nó ở cái dạng bình thường đó. Thì bây giờ tôi sẽ nâng cái chân vịt lên và tôi sẽ lấy cái miếng vải ra để chúng ta sẽ xem lại cái đường chỉ chúng ta vừa may đó. Và bây giờ muốn lấy được cái miếng vải ra, ta lại quay cái núm bên phải máy, cái núm to đó, ta để cho cái xoay để cho cái kim nó nâng lên và ta cứ việc kéo cái miếng vải ra đấy. Và dùng cái kéo cắt chỉ. Đây, tôi kiếm cái kéo cắt chỉ. Thì thông thường cái máy đi cái kéo cắt chỉ đi kèm ấy nó mỏng manh lắm, nó xấu lắm. Đấy, cái này thì ta có thể mua ngoài thì ta chọn cái loại cho phù hợp, thì trên thị trường hiện nay là có cái loại bằng nhựa cứng, rồi có loại bằng inox rồi vân vân. Nói tóm lại nó có nhiều loại nhưng cái dùng loại nào cũng được, miễn là ta cắt được chỉ thôi. Nhưng ngoài ra thì nếu như tôi cắt ở đây thì nó quá đơn giản rồi, nhưng mà bản thân ở trên đầu máy may, đây phía đầu máy may thì lại giới thiệu thêm là nó cũng có một cái nút để cắt chỉ. Đấy, thì ta ngoắc cái sợi kéo dài chỉ ra một chút đấy, và ta sẽ ngoắc vào đây đấy, thì nó cũng có như một cái dao, nó cũng cắt chỉ luôn. Thế và mọi người lưu ý là nên kéo cái sợi chỉ sau khi mà máy hết một cái đường nào đó xong, thì nên để một cái đoạn tương đối dài tầm như thế này hoặc thậm chí dài hơn không sao cả, bởi vì chỉ bây giờ nó rất là rẻ, mua trên thị trường nó rất là rẻ.
trừ là khi mà bạn không biết mua thì cái điểm mua mà mua lại của mấy cái vị thợ may mà vị bán bóp thì nó đắt lắm. Nhưng mà ta biết mua trên mạng hoặc mua ở những nơi mà chuyên bán chỉ thì cái chỉ nó rất là rẻ, một cuộn chỉ nó chỉ rơi vào có 8-10 nghìn là một cái cuộn chỉ to, tới mà độ dài của nó có thể tới 3-5 nghìn mét tùy theo cái chất lượng chỉ nữa. Thì ta nên kéo dài ra vì tính ra nó rất là rẻ, mà nó không, khi mà ta quay cái mũi kim nó lên xuống nó không bị tụt mất cái sợi chỉ trên. Sợi chỉ dưới thì không đáng ngại, nhưng cái sợi chỉ trên này ấy, mà nó ngắn quá thì nó hay bị tụt mất cái rời khỏi cái kim, cái lỗ kim này, thì ta lại phải sâu kim lại, rất mất công, mất thời gian như vậy này. Ok, bây giờ ta lại quay lại ta xem cái đường chỉ đấy ta vừa may. Vâng, đây quay sẽ sáng đèn. Đây các bạn sẽ thấy là đây cái đường chỉ ta vừa mới may. Đấy, nó rất là đều. Đấy, đây là mặt trên là mặt dưới và mặt trên. Đấy. Thì mọi người nhìn thấy đây, nó cũng rất là đều, trên và dưới đều bằng nhau. Đấy, chỉ rất là đều. Như vậy là rất là ổn. Trong cái đường kim mũi chỉ này thì nó chả kém gì cái máy may chuyên nghiệp mà mấy triệu bạc, mà thậm chí là có người mua tới tôi thấy là còn đến 10 mấy triệu. Thế nhưng mà những cái đấy thì tất nhiên là nó sẽ tốt hơn, nhưng mà dù tốt hơn thì cũng phải là biết sử dụng, phải thật tốt, phải thành thạo, chứ nếu không thì cũng phí tiền thôi, bởi vì là nó sẽ như nhau đấy, vì nó cũng sẽ hỏng và xấu như nhau. Còn nếu như với cái loại máy rẻ tiền này, nếu biết cách sử dụng tốt thì nó chắc nó cũng 1 9 1 10, tôi nghĩ vậy. Đây đường kim mũi chỉ cũng rất là đẹp, chứ không phải đến nỗi nào. Vấn đề là ta biết khai thác và biết sử dụng nó một cách hợp lý. Thế thì đến cái đoạn này á, là cái đoạn mà ta đã hoàn thành, có kết quả. Và có lẽ là tôi sẽ cái miếng vải này thì đã dùng may nhiều đường rồi, thành ra là có thể mọi người nhìn nó chưa được rõ lắm, thì tôi sẽ đi kiếm một cái miếng vải khác nó chưa may gì. Đấy. Thì ta nhìn nó sẽ dễ hơn. Vâng, đây là một cái ống quần cũ, mà cái miếng vải vừa rồi ấy là tôi đã cắt một bên ống. Đấy. Nhưng mà trông cái quần còn khá mới. Đấy. Vải còn rất là đẹp, rất là khá mới. Nhưng mà mọi người từng nghĩ là tôi phá một cái quần ra để thử, mà cái này là của khách họ bỏ lại. Đầu tiên thì mình cũng tưởng họ để quên, thì gấp biết cẩn thận gọi cho họ để họ quay lại họ lấy. Nhưng họ bảo là không, bị chuột cắn này, hóa ra mình mới chả để ý, hóa ra là nó bị cắn thủng mông rồi, họ mới bỏ lại. Đấy, thì bây giờ tôi mới dùng cái này để mình tận dụng, để mình có thể là may vá một cái gì đó, bởi vì vải còn rất là tốt và họ cũng đã giặt rất là sạch sẽ. Đây, từ vải túi rất là đẹp, vẫn còn rất là mới, rất sáng. Thế bây giờ ấy, muốn thử mà một là gì, tôi sẽ thử bằng một cái miếng vải khác. Cũng cắt từ cái này ra, ống quần này ra. Từ từ đã. Đấy, tôi sẽ dùng cái kéo. Tôi sẽ cắt cái ống quần này ra. Rồi, cứ cắt lại thôi. Đây, tôi sẽ cắt lấy một cái miếng
Sao sao làm gì? Xong rồi, sẽ được kịp miếng vải đây, cũng khá là đây, có thể thử thoải mái đấy. Thế bây giờ ấy, không để gấp đôi để dày nữa đấy, bây giờ tôi sẽ máy luôn bằng một lượt này xem sao đây, và cũng đồng thời là tranh thủ là thử các cái chức năng tiếp theo. Bây giờ tôi sẽ xoay nó về cái vị trí chẳng hạn như là số 5 hay số 6 chẳng hạn. Đây, tôi có thể quay về số 5 đây. Này, quay ngược lại. Đây, đang ở số 1 mà. Đấy, quay về đây, về mũi tên nó lại chỉ số 5 đây nào. Đó. Thế thì số 5 này nó đang chỉ là cái đường zig zag. Đấy. Thế thì cái này đang cắt đại, thành ra là nó hơi không được thẳng thắn, này cắt lại một tí để cái đường zig zag may theo cái đường zig zag này. Giả vắt sổ xem là cái thằng nào đẹp hơn, nhưng mà theo kinh nghiệm của tôi ấy, thì giả vắt sổ thì thường là để số 11 đấy, cùng lắm là số 10 thì có vẻ là đẹp nhất. Thế còn các cái đường 5-6 này thì tùy theo vào các cái công việc mà bạn thích. Thì bây giờ tôi cũng không giả vắt sổ vội, và tôi sẽ thể hiện cái đường zig zag ở giữa vải, giữa miếng vải đây. Đấy, tôi sẽ cắm kim một trước, hạ chân vịt. Đấy, và bật sang cái nấc lâu đi, chậm đi để cho nó thực hiện nó. Đó, thì mọi người sẽ thấy là nó đang may cái đường zigzag. Rồi, đó. Đây, thì tôi sẽ lấy miếng vải ra, lại nhấc chân vịt lên, kéo đoạn vải đây, mọi người sẽ nhìn thấy là đúng là cái đường zig zag hình thang. Đấy. Ok, thế bây giờ tôi lại xoay cái miếng vải đi, cũng không cần cắt chỉ nữa. Đó. Tôi mới cắm cái xoay, cắm cái kim xuống. Đó. Hạ thôi, chưa hạ chân vịt vội. Đấy. Bây giờ tôi mới chuyển sang cái nấc số 6. Lúc này tôi mới hạ chân vịt. Mọi người chú ý là khi mà chuyển cái nấc chức năng thì nên nâng cái chân vịt lên. Đấy, bây giờ tôi hạ xuống. Và bây giờ lại để nấc lâu đi. Đó. Bây giờ tôi lại nhấc ra để mọi người xem. Đây, thì như vậy là đây, kinh nghiệm là khi kéo ra ta không nên kéo căng quá, không có nó cong ở cái kim mà nó gãy kim, mà vừa kéo này ta vừa xoay cái núm tròn bên phải